Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có sưu tầm được một cây quạt của Nhật về tôn giáo Phật. Có in hình Phật Bồ Tát của bên Nhật nha, Phật Địa Tạng Bồ Tát bên Nhật. Cây quạt này được viết thư pháp những dòng kinh được hai mặt. Anh em treo đờ co rất là đẹp. Cái cây này thì anh em treo để trang trí tôn giáo là chính, vì nó đóng mở hơi khó, nó làm giấy rất là dày nên đóng mở hơi khó, nên anh em xài quạt thì cũng hơi bất tiện, nhưng mà anh em xài để treo trang trí thì rất là hợp. Cái nang của nó khá là dày và giấy cũng rất là dày. Chiều dài của nang là 27 cm, 27 cm là chiều dài nang, nó rất là rộng, rất là to. Có in hình Phật Địa Tạng của bên Nhật và full thư pháp hai mặt. Đó, anh em xem full thư pháp hai mặt luôn. Mình muốn giao lưu quá anh em cái cây quạt này với giá là 150.000 cộng ship mà một cây. Đây mình chỉ có một cây duy nhất. Anh em nào về treo phong thủy hoặc treo tôn giáo thì liên hệ với mình sẽ để số điện thoại ở trên tiêu đề. Thư pháp full hai mặt nha anh em. Có chữ ký luôn. Mình sẽ nhắc lại là mình muốn giao lưu cái cây quạt này với giá là 150.000 cộng ship. Mình chỉ có một cây duy nhất. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.